Các bạn ơi, các em đã quay trở lại với chị chưa? Các em quay trở lại với chị chưa nhỉ? Các bạn quay trở lại được chưa? Wi-Fi yếu quá. Xem được chưa nhỉ? Các bạn ơi, các em xem được không? Các em có xem được không? Nếu như mà xem được thì gửi lời chào tới chị nhá. Ok, Vân Dương. Có vẻ như là các bạn đã quay trở lại, comeback, quay trở lại để xem được rồi đây đúng không? Chị... Hello, xin chào Khánh Ly, xin chào em. Các bạn quay trở lại với chị chưa nhở? Nhanh chóng Huyền Vũ Khánh Ca vào chia sẻ nhá. Chị không hiểu tại sao chị nhắn tin cho các em mà không thể nào nhắn tin được. Ôi chị bực bội khủng khiếp luôn ấy. Nhắn tin mà chị kiểu chị muốn đập nát cái laptop luôn, nhưng mà cũng không thể nào mà nhắn tin cho em được Huyền ạ. Huyền ơi, em vào trong cái group của chúng mình đi. Nhưng mà không hiểu tại sao chị không thể nào được luôn ấy. Mua sách ở đâu? Chị đã bảo nhắn tin cho admin fanpage ở Văn Chị Yên rồi mà. Các bạn ơi, chị bảo là nhắn tin cho admin fanpage học Văn Chị Hiên nha. Bởi vì các anh chị ý sẽ giúp cho các em xử lý nhanh nhất, được không? Ok, thấy rõ lại rồi à? Vui ngay, đúng không? Các bạn ơi, quay trở lại nào, quay trở lại với chị nào. Nhà thơ Pushkin từng viết một bài thơ rất hay mang tên là bài thơ Vô Tình. Vô tình ta gặp nhau, rồi vô tình thương nhớ. Đời vô tình nghiệt ngã, nên chúng mình yêu nhau. Vô tình nói một câu, thế là em hờn dỗi. Vô tình anh không nói, nên đôi mình xa nhau. Chẳng ai hiểu vì đâu, đường đời chia hai ngả. Chẳng ai có lỗi cả, chỉ vô tình mà thôi. Vô tình suốt cuộc đời, anh buồn đau mãi miết. Vô tình anh không biết, hay vô tình quên đi. Chị nghĩ rằng là bản thân chúng ta, chị và các em khi gặp nhau, chúng ta đã có một cái duyên rất là lớn rồi. Thế nên là chị cũng rất là mong là các bạn có thể trân trọng cái duyên mà chúng ta có với nhau, để cho nhau cái khoảng thời gian ôn thi tốt nhất, được không ạ? Chị mong là như thế. Chúng ta sẽ có được một cái khoảng thời gian ôn thi tốt nhất, được không? Vừa rồi thì ở trong cái phần phát trực tiếp vừa rồi ấy, chị đã giúp cho các bạn chữa một cái đề đọc hiểu rồi. Và chị tin rằng là ở cái phần đọc hiểu đó thì các bạn cũng đã định hình được việc là làm cái câu đọc hiểu như thế nào, trình bày ra sao. Và về các cái mảng kiến thức thì chúng ta sẽ phải phân chia như thế nào rồi, phải không ạ? Tự nhiên bị ao ra làm bây giờ tụt hẳn số lượng người xem. Có thể là các bạn ấy không nhận được thông báo cũng nên. Nên chị rất là hy vọng là các bạn có thể nhanh chóng giúp cho chị chia sẻ cái phần video clip này nhá. Được không? Nha, ok chưa? Chị rất là mong ít nhất là có khoảng hơn 100 bạn đang xem phần livestream này, để chị có thêm động lực giúp cho các bạn review về một cái cuốn sách rất là xinh xắn ở đây. Đó là cuốn sách 40 bài văn mẫu trọng tâm tuyển tập. Hello, xin chào các bạn. Lâu lắm rồi mới gặp các em. Cứ bị mờ ý chị ạ. Bị mờ. Đây các bạn ơi, ở trong cái lời ngỏ này là chị không nói nữa rồi nhá. Cuốn sách này thì gồm 240 trang, được không ạ? Gồm 240 trang. Và đây sẽ là toàn bộ những cái gì mà các bạn cần khi mà chúng ta tìm những cái phần nguồn viết hay này. Chị sẽ chọn ở đây một cái bài viết để đọc cho các bạn, để xem là các bạn ấy viết như thế nào, được không? Các em muốn là chúng ta sẽ tìm về cái bài viết về tác phẩm nào? Em muốn là chị sẽ tìm cái bài viết về tác phẩm nào trong cuốn sách này để chị đọc với các bạn. Sách xịn quá, hu hu. Sắm về một quyển thôi Thảo ơi. Nào, các bạn muốn là chị sẽ đọc cái, chị muốn là chị đọc về cái tác phẩm nào, chị sẽ đọc cho các bạn. Các em muốn tác phẩm nào ạ? Nói chung là bìa rất là hịn. Đây là khổ quá, cực kỳ là to khủng khiếp. Gọi là một cái cuốn sách siêu to khổng lồ luôn. Rất là nhiều bạn nhận sách về xong rồi kiểu hoảng hốt ấy. Chị ơi, em không nghĩ sách lại to và đẹp như thế, các kiểu. Nhưng mà nói chung đấy là những cái feedback khiến cho chị cảm thấy rất là hạnh phúc, được không?
Đây, từng bài một đây. Trời ơi, đây là từng... À, từng bài một thì em có thể tham khảo bộ sổ tay văn học nha. Đấy cũng là một cái cuốn sách, một cái bộ sách siêu xịn sò luôn. Siêu đẹp luôn. Rồi, ok, chị sẽ tìm một số bài để chị đọc cho các em. Được không nào? Chị sẽ tìm một số bài để chị đọc cho các em. Xịn lắm. Nào các em muốn bài gì thì các em đề nghị nhá. Ví dụ sông Hương này. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như hồ. Đã ai tới Huế mà chưa một lần thử nghe ca Huế trên sông Hương? Nàng Hương ấy chính là biểu tượng cho xứ Huế mộng mơ dưới ngòi bút của Hoàng Phù Ngọc Tử. Nàng mắc một vẻ đẹp nữ tính dịu dàng. Nhà văn đã dựng lên một bức tranh thiên nhiên phong phú với phong cảnh hữu tình, bộc lộ vẻ đẹp của dòng sông kiều diễm qua bài ký Ai đã đặt tên cho dòng sông. Kiểu vậy, được không ạ? Nói chung là ở trong này nó rất là đầy đủ luôn đấy. Wow, các bạn ơi, có nhiều trang nó bị hơi lỗi này thì các em lấy con dao giấy các em dọc ra giúp chị nhá. Được không? Nhá, các em dọc ra giúp chị nhá, khéo léo thôi. Đừng làm hư sách. Phải trân trọng sách nhá. Ok chưa? Đây ví dụ này. Đây là vợ chồng A Phủ, một cái bài viết rất là hay của bạn Như Quỳnh. Chị rất là ấn tượng về bạn này bởi vì bạn ấy là một trong những cái bạn học rất là tốt ở trong lớp online của Học Văn Chị Hiên. Đây có một cái mở bài như thế này. Bông hoa rũ tàn sắp từ biệt vũ trụ ngoài kia, như đang mong ngóng có ai nhìn và nhớ về nó, dù là thoáng chốc. Người lãng khách phong tình sau bao ngày phiêu bạt ở miền gió bụi đã dừng chân ở quán trọ Văn Chương, như chờ đợi một niềm đồng cảm trong nỗi xót xa. Dường như con người và sự vật luôn cần sự chở che và bảo vệ. Những thứ khí giới thanh cao ấy như muốn bám víu lấy cuộc đời, để mỗi ngày trôi qua không phải là chuỗi ngày vô nghĩa, không phải sống mòn hay là kiếp sống đời thừa. Và nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ chính là biểu tượng mạnh mẽ cho sức sống tiềm tàng, không chấp nhận số phận éo le và đem đến cho người đọc cái nhìn tràn đầy yêu thương, thấu cảm của Tô Hoài dành cho nhân vật của mình qua hai trích đoạn sau. Được không ạ? Nhá. Các bạn ơi, đây là một cái mở bài rất là hay, rất là văn học. Chị đánh giá rất là hay và rất là văn học. Thực sự là như vậy. Nên là các bạn có thể tham khảo về cái này. Các em có thể tham khảo. Được chưa? Đấy, rất là nhiều bài luôn. Ở trong này có tận 40 bài văn mẫu. Mà trong đây 40 bài này thì 40 bài này thì rất là khủng khiếp luôn. Bởi vì là có quá nhiều cái lượng kiến thức mà các bạn có thể lấy ở đây. Tất cả đều là tất cả đều là những cái bài viết của học sinh chị Hiên, lớp online chị Hiên. Và bản thân chị đã ngồi lại và biên tập cùng với đội ngũ của mình, biên tập lại cái cuốn này để hoàn hảo, đưa tới một cái cuốn sách hoàn hảo cho các bạn, để các bạn có tài liệu học tốt nhất. Ok chưa nào? Bên cạnh cái siêu phẩm này thì ngày hôm nay chị còn muốn giới thiệu với các bạn siêu phẩm nữa. Đây. 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 Và đây. À, các bạn ơi, đợt vừa rồi ấy thì chị có gọi là đặt một cái thùng hàng ở bên Trung Quốc. Chị thấy rằng là nhu cầu của mình cũng cần sử dụng và chị đã đặt rất là nhiều về. Chị không biết là cái nhu cầu thì các bạn nữ của các em ở đây không biết là có cần hay là không. Nhưng mà đây các em nhìn này, kiểu siêu xinh luôn ấy. Mà nếu như mà các em có cái hộp này thì kiểu như là chị gọi đây là những cái chiếc dây buộc tóc may mắn. Đây là những cái món rất là nhỏ xinh thôi, để chị tổ chức mini game cho các bạn này, hay là để chị tặng kèm khi mà bạn nào có thành tích tốt này. Rất là xinh. Ở trong này thì có tận, đây chị mở cho các em xem nhá. Đây, có tận 12 dây luôn á. Đây, chị đã đặt một thùng về luôn. Mỗi trong mỗi cái hộp nhỏ như thế này là có 12 cái dây. Đây này, chị cho các em xem nhá. Ở để trên cái nền này thì nó không rõ lắm ấy, tại vì nó cùng màu hồng luôn. Cùng màu hồng luôn mà siêu rẻ luôn. Đây các em nhìn này, xinh không? Mỗi cái hộp này có tận 12 cái dây luôn ấy. Mà chị mua ở siêu thị, tại vì chị thấy chị mua siêu thị đắt quá. Mỗi lần chị mua cái dây này chị mất mấy chục nghìn, mười mấy nghìn một cái dây này ấy. Đây, mà đây có tận 12 dây luôn á. Đây chị cho các em xem này, chị nghĩ là những cái gì hay thì chị cũng nên review một chút. Nó xinh lắm luôn ấy, 12 dây luôn. Kinh khủng khiếp, các em có thể rủ bạn mua cũng được. Đây các em nhìn này. Đây, trời xinh không? Kiểu xinh cực luôn đấy. 12 giây luôn, khủng khiếp chị. Hộp này, nếu như mà bạn nào mua sách thì có thể đặt kèm cái này luôn. Hiểu không? Chị sẽ gửi về cho tiện luôn. Bởi vì chỉ có 20.000 một cái hộp này thôi. Tính ra là chưa tới 2.000 một cái dây buộc tóc này. Thật sự là như vậy. Đấy, thế nên là nếu như mà bạn nào mà kiểu muốn lấy cái dây này ấy,
thì nói với chị nhá. Nhắn tin cho fanpage nhá, để khi mà chúng ta lấy sách thì chị sẽ gửi kèm cho luôn. Bởi vì thực sự là nó có tận bao nhiêu nhở? 12 cái dây cơ. Những bạn nam thì tất nhiên là không dùng được rồi. Đây các em ơi nhìn này, nó còn có màu xanh này, chị thấy màu xanh này rất là xinh này. Các em xem được chưa? Vừa rồi nó hơi bị lag một chút xíu. Các bạn xem được chưa nhở? Ok chưa? Đấy, 12 cái dây này để trong một cái hộp này mà chỉ có giá là 20.000 thôi. Đấy, nên là nếu mà bạn nào mà một kiểu muốn lấy kèm ấy thì nhắn tin cho admin luôn hộ chị nhá. Ok không? Các em nhìn này, xinh lắm, cái màu xanh này xinh cực. Mua tặng bạn gái. Đây, nhìn này, cái màu xanh này xinh, chị thích cái màu xanh này hơn. Chị đang dùng cái màu xanh này, chị thích cái màu xanh này hơn này. Không phải, tại vì là đợt vừa rồi chị order kiểu một cái thùng rất là nhiều luôn ấy. Thế nên là chị dùng thì chắc là chị phải dùng đến lúc mà chị có 100 tuổi mất. Đây nhìn này, các em nhìn này. Màu xanh này xinh này, chị thích cái màu xanh này. Ờ, nếu như mà bạn nào lấy thì có thể lấy kèm sách luôn ấy, thì gửi về nó tiện bởi vì nó chỉ có 20.000 thôi, kiểu nó rất là nhỏ luôn ấy. Hay là rủ bạn bè của mình ấy, rủ bạn bè của mình mua ấy. Đây này, chị đặt giống nhau nhá. Màu xanh này xinh, chị thích cái màu xanh này hơn. Mấy khi chị được ngồi chia sẻ với các em như này đúng không? Đây này, xinh lắm. Mà kiểu độ giãn ấy rất là tốt luôn, độ co giãn rất là tốt. Nên là chị đã đặt hẳn một cái thùng về. Chị không nghĩ là một hộp nó lại được nhiều như thế này. Đấy, đây, chị không nghĩ là một cái hộp được nhiều như này luôn á. Khủng khiếp thật sự. Mà trong khi ngày trước mình suốt ngày mình phải đi mua ở trong siêu thị 10.000 một cái dây này. Khủng khiếp. Đây các em ơi, mà độ giãn của nó rất là tốt. Nhìn này, chị thì đang dùng cái xanh này, độ giãn rất là tốt luôn, rất là xinh luôn. Ok không? Đấy, thế nên là bạn nào mà mua sách ấy, mà muốn lấy kèm ấy, thì các bạn gọi là các em nhắn tin cho S để kiểu các bạn ý tập hợp luôn nhá. Đây là chị gọi đây là cái hộp dây buộc tóc may mắn của team chị Hiên. Chị hy vọng là các bạn có thể đặt cái hộp dây buộc tóc may mắn này, 12 dây luôn, khủng khiếp thật sự. Đây, chiêm ngưỡng đi các em. Ok chưa? Xinh cực sự luôn mà có 20.000 một hộp này thôi. Thực sự là 20.000 đấy. Không phải là chị nói đùa đâu, mà là 20.000 thật các em ạ. Đây, đó, đây là giá mà chị lấy luôn ở Trung Quốc bởi vì chị cũng đang dùng. Ok chưa? Nhá. Thôi, còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Khi cô giáo Vân review dây buộc tóc. Tại vì chị cũng đang dùng ấy, nên là chị cũng muốn giới thiệu cho các bạn. Bởi vì là cái độ co giãn này rất là ok. Mà nói chung là mình mua như thế này thì mình sẽ rất là tiết kiệm. Chị cũng cảm thấy là từ khi mà chị buộc cái dây này thì chị cảm thấy mình rất là may mắn nữa. Nên chị cũng muốn là biết đâu nó cũng sẽ là một cái đồ vật rất là may mắn cho các bạn thì sao. Bởi vì giá cả thì không phải là đắt mà quá rẻ chứ không phải là đắt. Thật sự là như thế. Đấy, nên là mua vừa rồi về cột đi thi nhở. Tim chị Hiên luôn đúng không? Xinh xẻo thực sự đây. 12 dây ở trong một cái hộp này, cho luôn cả một cái hộp này mà chỉ có 20.000 thôi. Đây, 20k các em ạ. 20k. Bạn ơi, bạn nào mà lấy thì nhắn tin cho admin nhá. Đây, có màu đen và màu này nữa, bốn màu luôn. Rất xinh. Và chị gọi đây là dây buộc tóc học văn chị Hiên nè, xinh lắm. Ok chưa? Nhá. Rồi, còn các bạn mà có thắc mắc gì ấy thì các em có thể nhắn tin cho chị được không? Các em có thể nhắn tin cho chị nha. Chị sẽ cố gắng giải đáp nhiều nhất cho các bạn. Còn ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các em vì đã xem cái phần phát trực tiếp kiểu review đồ hơi bị gọi là ngớ ngẩn của chị. Nhưng mà không sao đúng không? Quan trọng là kiểu đôi khi chúng mình cũng phải chia sẻ với nhau những cái thú vị ở trong cuộc sống nữa, chứ không phải là cứ văn hoài. Chị sẽ sớm quay trở lại cùng với các bạn để chữa với các em đề thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gọi là tạm biệt nhau nhá. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã theo dõi phần phát trực tiếp này. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng với nhau có những cái phần phát trực tiếp thật là hữu ích. Và nhớ là đặt dây buộc tóc may mắn của chị Hiên ngay lập tức để có những ngày thật là tuyệt vời nhá. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.